Chúng ta sang cái vấn đề thứ ba tôi muốn nói là tác động mạch chi cấp tính. Tác động chi cấp tính thì chúng ta cần phải phân biệt rõ. Cái chúng ta hiểu ngày xưa tức là một cái cục máu đông gì đấy, vegetation tức là cục dị vật, cái mảnh xùi ở trong tim nó rụng, nó tắc mạch ngoại vi các thứ, thì cái thì nó lạc hậu rồi, cái tỷ lệ gặp ít rồi. 10 cái chỉ gặp 3 cái như thế thôi. Còn 7 cái chúng ta tắc cấp tính bây giờ là chúng ta gặp trường hợp mà tắc xảy ra trên nền một cái thiếu máu mãn tính chi đang có sẵn rồi thì nó tắc nó xảy ra. Vậy tại sao nó tắc được? Thì nó tắc ở những cái chỗ nhánh mạch nó đã sơ vữa nó hẹp gần tắc rồi. Thì nó do mau bong mỏ sơ vữa do viêm nhiễm thì nó tắc nốt cái chỗ lại. Hoặc cái chi đang sống qua cái tuần hoàn phụ rất là tốt, thế tự nhiên về cái tuần hoàn phụ đó nó bị lưu lượng nó kém do nguyên nhân gì đó, nó huyết khối nó tắc lại, và lúc đó là nó sẽ gây một thiếu máu cấp tính chi. Biểu hiện thì chúng tôi thường dùng cái từ gọi là thiếu bán cấp tính để thể hiện cái tính bán cấp của nó, chứ không cấp tính. Vì cấp tính anh cho phép 6 giờ để cứu chi, chứ bán cấp nó cho phép đến 5 đến 7 ngày để cứu chi. Nó khác cái mãn tính thì cho 5-7 tháng thoải mái đi, còn bán cấp thì chỉ 5-7 ngày. Trong 5-7 ngày đó chúng ta không cứu chi là bệnh nhân sẽ mất chi. Đấy là những chuyện đó là cái khác biệt. Và cái cơ chế hình thành cái cục tắc trong một cấp tính chi ấy, chúng ta biết ấy, là do các embolism, tức là cái cục từ tim nó rụng ra tự động mạch chủ, là phía trên nó rụng nó trôi xuống. Còn cái bán cấp tính ấy, cái tắc mà trên sữa nó gọi là thrombosis, tức là cái huyết khối, chắc chắn nó là huyết khối, nó không phải như cái kia embolism có thể là cục xùi các thứ. Còn cái này là huyết khối, huyết khối nó hình thành tại chỗ thì người ta gọi là thrombosis, hai cái khác nhau hoàn toàn. Đó. Về mặt chẩn đoán ấy, về công tác khác, cái mãn tính cái để chữ nhỏ các anh thấy là khác dần, nó hẹp dần qua 5 tháng nó từ tắc lại, đấy là mãn tính, không nói gì ở đây cả. Về chẩn đoán thì với cấp tính thì rất đơn giản, lâm sàng một tí siêu âm là xong. Nhưng thưa chẩn đoán bán cấp tính rất phức tạp, chúng ta phải chụp angio, chụp CT có dựng hình, siêu âm mạch máu rồi vân vân, đánh giá mạch cảnh, mạch các thứ, mạch nhiều thứ khác trước khi chúng ta can thiệp cho bệnh nhân, vì là bệnh đa mạch, thành ra là sơ vữa khắp nơi, nó hẹp mạch khắp nơi, thành ra là cái chẩn đoán nó phức tạp hơn. Thế tiến triển thì nói rồi, thế thì cái chi đều hoại tử, chỗ nào tắc từ đấy thì số nó hoại tử. Thế thì như một cái là 6 giờ, một cái là 6 ngày. Thế dùng chữ 6 chúng ta dễ nhớ, đúng không ạ? Về điều trị thì một cái cấp tính thì rất đơn giản, bằng sông Fogarty luồn vào lấy là xong nếu chúng ta bệnh nhân đến sớm. Còn nặng hơn thì có thể mở cân. Nhưng đối với bán cấp tính thì hiệu trị rất phức tạp. Và đấy là chính là nguyên nhân gây thất bại cái điều trị này rất nhiều. Thưa, cái điều lấy khối không có ý nghĩa gì. Thậm chí là anh cho khi một ca mổ anh dùng mấy Fogarty vì anh cho vào cái động mạch nó rất sơ vữa, rút đâu nó vỡ phóng, nó rút đâu nó vỡ bóng lên đấy. Đúng không ạ? Cái đó không quan trọng, mà quan trọng nhất sau khi lấy khối xong chúng ta phải tính chuyện là gì? Bắc cầu, phải bóc nội mạc, phải xử lý cái thương tổn sơ vữa mãn tính của họ thì mới giải quyết được vấn đề. Đấy là hai cái điều trị khác nhau. Chính vì vậy cho nên cái thất bại của cái nhóm này rất là cao ở các tuyến nếu không chuyên khoa về cái này. Đó. Tiên lượng thì nếu mà đến sớm với nhóm cấp tính chúng ta khỏi hoàn toàn nếu chúng ta mổ sớm, và chúng ta phải điều trị cái bệnh căn cho bệnh nhân, ví dụ bệnh tim, bệnh Osle, bệnh sùi, suy tim gì đấy. Bây giờ chúng ta là có suy tim dung nhĩ ở người già rất nhiều là cái nguyên nhân chính gây tắc cấp tính, chứ còn thấp tim như ngày xưa thì ít rồi, hầu như không còn nữa rồi. Thế còn thiếu bộ băng cấp tính chi thì tỷ lệ cắt thất bại còn cao, cắt cụt còn cao, do chúng ta hai nguyên nhân: một, chúng ta chỉ định muộn quá cái thời gian cho phép nó rồi; thứ hai là chúng ta cứ nghĩ là các cụ già thiếu bộ mãn tính để cho ở nhà theo dõi điều trị vớ vẩn, nó cũng đến bệnh viện lớn thì là muộn quá, hoặc là chúng ta điều trị chưa đúng, tức là chỉ lấy huyết khối thôi, không bắt cầu, không bóc sơ vữa, không làm chẩn đoán thì chúng ta vẫn thất bại như thường. Và nguyên tắc điều trị của bán cấp tính tức là bảo tồn chi tối đa, vì nó là bệnh lý thiếu máu mãn tính, chứ không thể nói chúng ta bảo là chữa cái chi khỏi hoàn toàn giống như thiếu cấp tính được, mà là bảo tồn chi tối đa. Đấy, nguyên tắc chung mình có vậy. Đó. Nó có cái hình vẽ nó thấy rất rõ là hình vẽ ngoài cùng bên kia là cái hình cái tắc của động mạch chi cấp tính, nó trôi cái emboli xuống nó tắc, đúng không ạ? Cái hình giữa này là hình hay gặp nhất này trong bán cấp tính chi, tức là cái huyết khối nó hình thành trên nền của tuần hoàn phụ, cái chi đang sống nhờ cái tuần hoàn phụ này, quan trọng ở phía dưới này, cái trên tắc rồi thì giờ nó tắc lúc cái này, đúng không ạ? Thế còn cái cuối cùng này là cái hiếm gặp hơn, tức là cái hẹp mạch đang sơ vữa đang hẹp dần do loét, do bong sơ vữa do gì đấy mà nó hình thành cái khối nó tắc tại chỗ lại. Thế đây còn lấy là cái nguyên nhân chính. Thế còn cái bên này ấy, là cái mãn tính, mạch nó sơ vữa tắc ở dưới, nó chi nó sống một tuần hoàn phụ rất là tốt, phong phú cho chúng ta hàng tháng hàng năm để chẩn đoán. Về mặt chẩn đoán theo bác cấp tính chi ấy, chẩn đoán thì chúng ta dựa vào cơ năng này, toàn thân này, cái này chúng ta dựa tài liệu chúng ta xem thêm thôi, đúng không? Chi dưới tắc mạch, tôi chỉ muốn nói cái mô hình này, cái sơ đồ này tôi nghĩ là tôi rất tâm đắc với nó, tức là đây là coi như chấn thương cái đầu tiên là tắc mạch máu ấy, thì trong thời gian đầu cái đường xanh ấy, giai đoạn thiếu máu còn hồi phục, tức ở giai đoạn này chúng ta cấp máu lại cho bệnh nhân ấy, thì cái chi nó phục hồi hoàn toàn về phương diện cấp máu. Cái đó là cái rất quan trọng, chúng ta phải hiểu điều đó. Nó có thể là 6 giờ, có thể là 10 giờ, có thể 12 giờ tùy theo loại tắc mạch, nhưng giờ thiếu máu còn hồi phục. Sau cái đó sang cái bắt đầu từ đường nâu của đi, nó gọi là thiếu máu không hồi phục. Tức là từ đó trở đi bắt đầu một số nhóm tổ chức bắt đầu chết dần, chết đến mức nhiều quá là cái đường đen, tức là không thể bảo tồn chi được nữa thì là chết nhiều quá. Thế thì cái đoạn sau ấy nó gọi là thiếu máu không hồi phục, tức là có một số nhóm bắt đầu chết. Tuy nhiên cái đường nâu ấy, tức là cái phần hồi phục nó ít thôi, chúng ta vẫn cố bảo tồn chi được. Cái đường đen là không hồi phục, không cứu được nữa, nó phải cắt chi thôi.
Thế thì cái giữa đường xanh và đường nâu ấy được phân biệt bằng cái dấu hiệu mất vận động, mất cảm giác ngọn chi và bắt đầu có sưng nề bắp cơ. Nếu mà là thiếu máu tức là nó hoại tử, bắt đầu nó tiết dịch ra thì là có dấu hiệu giữa 6 giờ, phải không? Thế còn giữa đường nâu và đường đen ấy là dấu hiệu cứng khớp tử thi. Thì tôi đưa những cái thông số rất đơn giản các anh chị nhớ, giữa đường nâu đường đen là cứng khớp tử thi. Vậy khi nào có cứng khớp tử thi là cắt cụt, không có cố nối mà nối là bệnh nhân chết nhá. Đấy là những cái nguyên tắc. Không cố là thông lại mạch. Chẩn đoán giai đoạn thiếu máu rất quan trọng. Đấy tôi vừa phân tích giai đoạn thiếu máu cực kỳ quan trọng trong chẩn đoán giai đoạn để đưa ra quyết định cho đúng. Xử trí tuyến cơ sở tức là tương ứng là sơ cứu đấy, thì chúng ta không bao giờ được quên là cho chống đông và heparin nữa, liều phải tương đối cao, có thể 10.000, 15.000 đơn vị trên 24 giờ, thậm chí 20.000 đơn vị trên 24 giờ nếu cần chúng ta cho như đấy, đúng không ạ? Trung bình liều chúng tôi hay khuyến cáo các anh dùng là từ 7.500 đến 10.000, 12.000 đơn vị 24 giờ, tức là liều khoảng 150 đến 200 đơn vị trên gram cân nặng đấy. Nếu mà dùng, còn tối thiểu phải dùng liều 100 đơn vị trên gram cân nặng cho bệnh nhân nuôi tắc mạch như này để chuyển. Đây làm gì tí sẽ nói. Hiện đây chủ yếu là tránh cái hiện tượng dài đuôi của huyết khối, cái đó rất quan trọng. Mở cân có hai hình thức. Trước đây chúng ta chỉ mở cân để điều trị thôi, khi thiếu máu đến muộn thôi. Còn gần đây chúng tôi đưa ra quan điểm mới cho các em, tức là mở cân dự phòng. Bệnh nhân ở Sơn La, từ Sơn La chuyển về Hà Nội tính ra 6 tiếng đồng hồ ô tô. Khi vào với các em thì chưa chuyển sang đường nâu, nhưng mà được cuối đường xanh rồi. Đường xanh rồi, nếu mà chuyển đến Hà Nội sẽ sang đường nâu thì chúng ta mở cân cho bệnh nhân trước rồi chuyển về thì bệnh nhân sẽ cứu được chi. Và chúng tôi đưa cái này áp dụng vào gần 5 năm nay và cứu được rất nhiều bệnh nhân nhờ cái động tác sơ cứu bằng mở cân như này. Là vận trên đường vận chuyển về, chúng ta cho chống đông và chúng ta mở cân thì cái chi bệnh nhân về thậm chí đến 46 tiếng, 50 tiếng về mà anh em trực không có kinh nghiệm phòng khám vẫn chẩn đoán nhầm là không có mạch máu vì chi nó hồng ấm, vận động cảm giác bình thường với cái thời gian như thế. Anh thành ra là chúng ta khác biệt nhau hoàn toàn, phải không ạ? Điều trị thực thụ thì nói chung là chỉ ở tuyến tỉnh ở lên thôi, có phong ngô phát ti, có phương tiện điều trị chứ không nên là điều trị ở các tuyến mà sơ đẳng số hóa, vì nó điều trị cái này còn phải theo dõi của chống đông có thứ nữa, không có người biết không làm ở đâu. Cho nên là điều trị thực thụ là bằng mở, là bằng lấy huyết khối bằng phong ngô ti đấy. Điều trị thực thụ là gì? Người ta mở cái động mạch thường ở chỗ nông nhất, như ở bẹn là mở bẹn hoặc cánh tay ra, người ta luồn cái thông phong ngô ti vào, người ta mở, người ta rút lấy huyết khối ra. Sau đó nếu bệnh nhân đến muộn ở giai đoạn đường nâu rồi thì người ta sẽ cắt lọc cơ hoại tử đi để, và còn nếu đến muộn ở đường đen thì người ta lấy huyết khối đoạn trên, còn đoạn hoại tử dưới nó cắt cụt chi. Đấy là những biện pháp điều trị thực thụ cho bệnh nhân. Cái hình dưới là cái hình chi tím đen của cái thiếu máu cấp tính, chi nó tím và sưng nề này, bắt đầu giai đoạn chuyển sang giữa đường sang đường nâu rồi, không còn là đường xanh nữa, phải không ạ? Đây là cái dụng pháp mổ lấy mạch, các bạn thấy là phẫu tích cái động mạch đùi rồi luồn cái ống Fogarty vào, bơm bóng rút ngược lên để lối khối ra. Cái hình ảnh bên tay phải này là cái hình ảnh mở cân cẳng chân. Còn ảnh ở phía dưới là cắt cụt, nếu mà cái cắt cụt chi trong thiếu máu cấp tính chi là nó cắt rất là cao, tắc ở đâu cắt ở đấy, cho nên nó cắt ở tận đùi cơ, chứ không cắt ngón chân bàn chân giống như thiếu máu mãn tính chi. Thế còn tôi có muốn nói một cái nữa là thiếu máu bán, một cái chẩn đoán thiếu máu bán cấp tính chi hay là một cái dạng mà do sơ vữa đấy, thì việc chẩn đoán thứ nhất là cơ địa là hội chứng thiếu máu mãn tính chi, thứ nhất là cơ địa, thứ hai lâm sàng nó là lâm sàng giống hệt hội chứng thiếu máu cấp tính chi, chỉ có cái là gì, nó tiến triển chậm hơn. Nó thấy quái từ hôm kia đến giờ mà chân vẫn còn ngon, vẫn vận động cảm giác được. Tức là gì? Dấu hiệu chi lạnh mất mạch các thứ, nhưng mà dấu hiệu của nó là dấu hiệu chậm hơn. Vậy thôi. Sự ở cái cận lâm sàng này rất phức tạp, cần phải làm CT, siêu âm, đa mạch cho nó để chẩn đoán. Xử trí tuyến cơ sở đối với trường hợp này thì chống đông bằng heparin giống như cái kia và chuyển ngay lên tuyến chuyên khoa sâu về ngoại mạch máu. Các bạn nhớ nhé, cái này chuyển đi tuyến chuyên khoa sâu vì cái này chẩn đoán và xử trí rất phức tạp. Chúng ta không thể nói chuyển bất cứ tuyến nào được, không biết là làm mà sai cho bệnh nhân. Thứ hai, điều trị thực thụ thì cái này lấy huyết khối Fogarty có thể làm hoặc không, tùy trường hợp tùy tình huống, nhưng chúng ta phải điều trị giống như thiếu máu mãn tính chi, nghĩa là phải bắc cầu, phải lấy sơ vữa làm các thứ giống như thiếu máu mãn tính chi, hybrid các thứ chẳng hạn, để phương pháp kết hợp với nhau. Cho đến bây giờ tỷ lệ cắt cụt chi của nhóm này là cao nhất do chẩn đoán muộn hoặc chẩn đoán không đúng đấy, chúng ta chỉ lấy huyết khối đơn thuần mà cắt cụt rất là cao, phải không ạ? Đây là cái một số cái hình ảnh thiếu máu mãn tính chi, thấy rằng đấy mãn tính chi nó thối đúng đầu ngón đây. Những cái mạch sơ vữa tắc khắp nơi như thế này và trên nền cái mạch này nó tắc một cái huyết khối nữa thì nó gây thiếu máu mãn cấp tính chi. Đó. Các phương pháp điều trị thiếu máu mãn tính chi chúng ta nghe để biết thôi, để điều trị căn nguyên và nội khoa này, điều trị phẫu thuật bắc cầu này, rồi điều trị bằng can thiệp bằng nong bóng stent này, điều trị hybrid là kết hợp phẫu thuật và can thiệp bằng cái phòng hybrid cuối cùng đấy, thấy cái phòng vừa mổ được vừa can thiệp được. Thế rồi các phương pháp phẫu thuật điều trị phẫu thuật thiếu máu mãn tính chi dưới thì có bắc cầu theo giải phẫu này, bắc cầu ngoài giải phẫu, tung rất nhiều loại cầu nối khác nhau ngoại khoa chúng ta phải làm như thế. Thế và cuối cùng chúng ta có thể tra cứu cái trang web của chúng tôi là timmachvietduc.com.net và cái là thêm về cái thông tin về cái này. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Vâng, xin cảm ơn cái bài trình bày của giáo sư Ước. Chúng ta sẽ có cái phần mà liên quan đến câu hỏi cho thầy, vì thầy cũng rất là bận. Thì xin mời câu hỏi của bạn. Chắc là chúng ta có một câu hỏi cho thầy. Vâng,
Vâng, thưa thầy, em trước kia có gặp một ca bệnh nhân ngừng tuần hoàn do có vết tim vết thương ở vùng đầu vào, ở vùng khoảng mỏm tim ạ. Thì sau đó khi mà bọn em cấp cứu ngừng tuần hoàn, bệnh nhân đó thì cứ ép tim một chút là máu lại phun lên. Thì không biết là nếu đương nhiên vậy không cứu được bệnh nhân đó, thì nếu như mà sau gặp những trường hợp như thế thì thầy có lưu ý gì bọn em đối với cấp cứu ngừng tuần hoàn và bệnh nhân có vết thương hở ở tim không ạ? Em xin cái trường hợp mà ngừng tuần hoàn do vết thương tim ấy thì ép tim lại không phải biện pháp điều trị. Báo cáo với bài của thầy Sơn rất là hay, là tôi vô cùng là khoái ý tưởng thầy đưa ra là phải ép tim nó cứu sống bệnh nhân rất là nhiều, đừng để mất não. Quan trọng nhất trong lúc mà khi cấp cứu ngừng tuần hoàn là không được để mất não. Thứ hai, tôi xin bổ sung thầy Sơn thì quá biết cái đấy rồi. Cái phần thầy Sơn lúc nãy là ngoài cái chuyện chống rung ra, chúng ta có hai cái phương tiện được nó sẵn ở Việt Nam, đó là tuần hoàn ngoài cơ thể và ECMO. Cái đó rất phát triển ở những nước như Đài Loan, cực kỳ phát triển. Ở Việt Nam chúng tôi không hy vọng là mang ra ngoài phố làm như Đài Loan được, nhưng ở các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Việt Đức, bệnh viện có thể khi bệnh nhân ngừng tim, bệnh viện có thể ép đảm bảo đừng để mất não và mang tim hở đến, mang ECMO đến, nó lắp cho bệnh nhân có thể sống được. Đấy là một cái phương pháp mà rất là tốt để cứu bệnh nhân bây giờ trên thế giới. Và quay lại câu hỏi của bạn thì ép tim nó không phải là biện pháp điều trị trong vết thương tim, là vì là sao? Vì ép tim nó bị ép tim sẵn rồi, chúng ta ép vào nó thì cứ thế máu nó ma mất và quả tim nó không thay đổi được cái gì cả. Lúc đó là chúng ta cố gắng, việc ép tim không cấm, nhưng ép tim lúc đó chỉ đảm bảo cho nó không mất hoàn toàn, tức là không mất não hoàn toàn trong cố gắng cho nó, và tranh thủ bằng mọi giá là phải mở ngay quả tim ra, mở vào ngực ra, chấp nhận thôi, không cách nào khác cả, hãy mở ngực ra và mở căng cái màng tim để máu cục, máu đông nó bắn vọt ra ngoài thì quả tim nó mới đập lại được. Còn không có cách gì ở chúng ta. Còn lúc ấy chúng ta muốn ép tim thì chúng ta mở ngực xong, chúng ta ép tim trong ngực. Ép tim trong ngực thì như kỹ thuật là rất là khó, vì tôi đã đi hướng dẫn các nơi rồi, rất là khó, chúng tôi quen rồi, chả sao chúng tôi cầm quả tim tôi bóp này có thể huyết áp lên 120, 121 rất bình thường. Mỏ tay này đuyển tay phải, mỏ tay trái lại cứ thế đổi nhau hai tay như này để bóp quả tim, mà khi chờ nửa tiếng, một tiếng, có khi 1 tiếng rưỡi nó mới đập trở lại, vẫn bóp như thế không sao, phải không ạ? Nhưng mà chúng ta không quen thì rất là khó, nhưng ít nhất cái động tác mở thoát máu ra ngoài thì có cơ may tim đập lại. Đúng rồi, chấp nhận một cái giá thôi, một là chết vĩnh viễn, hai là may ra thì sống, nó chơi cái kiểu đó thì may ra được. Chứ còn đối với cái vết thương lúc ta mở rồi máu phun tung tóe lao nào thì lấy cái gạc lấy tay bịt giữ lại rồi gọi với ngoại khoa không sang làm được, phải không? Khâu được cái đâu khâu chưa, nhưng mà phải mở ra thì tim mới đập lại, chúng ta ép không ăn thua. Nhưng trong trường hợp vết thương tim ép không ăn thua, tất nhiên chúng ta không cấm ép, vì làm sao? Vì lúc ấy không giữa huyết áp bằng 0 và huyết áp bằng 50 thì huyết áp bằng 50 vẫn hơn, nhưng mà nó không thể tim đập lại được với cái trường hợp ép tim như vậy. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi và câu trả lời của thầy.